Chiều ngày 30 tháng 4, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải dòng trạng thái đề cập tới mối quan hệ giữa anh và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi. Qua đó, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, trong các dòng trạng thái gần đây, không có nội dung nào nhắc đến bà Nguyễn Phương Hằng, mà tất cả đều là những câu chuyện, tâm trạng cá nhân của riêng ca sĩ. Anh khẳng định vụ việc của bà Hằng với bất kỳ ai trong ngành giải trí gần đây không liên quan đến mình. Còn bà Hằng khi livestream lại cho rằng Đàm Vĩnh Hưng nói mình kém sang trên mạng xã hội. Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất bức xúc trước những nội dung bà Phương Hằng nói trên. Ca sĩ đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội. Cụ thể, một đoạn trạng thái mà Đàm Vĩnh Hưng viết: "Chị đang đánh mất mình từng ngày từng ngày. Mục đích cao đẹp của chị là đã khiến người đàn ông kia thân bại danh liệt, chị đã xong. Bây giờ chị đang muốn gì nữa chị Hằng ơi? Hãy ngừng ngày ý nghĩ thay trời hành đạo và tự đưa mình lên cao quá." Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dân mạng trên mạng xã hội.